Em xin chào quý anh chị nha. Thì hôm nay mình mới hồi hồi xóm không? Chung là ba tạ vé số nha anh chị, số 30 Phú Yên nè. Phú Yên thứ hai ngày 17 tháng 4. Đây quý vị. Đó ngày 17 tháng 4 là Phú Yên. Phú Yên số 30 đây quý vị. Bây giờ số 30 Phú Yên đây ngày 17 tháng 4 đâu. Còn số kia đâu? Số Quế nè, trúng cam kia trúng nữa nè. Cam kia trúng nè, cam kia bữa trúng giây 6 nè, trúng nữa nè, hơi tờ nữa nè. Tóm trạm nè anh nè. Xóm chung nè, đây. Quả. Cũng ngày 17 đúng không ạ? Luôn đây quý vị, ngày 17 luôn vậy quý vị. Đây là mình bón anh mua ở đại lý mình luôn nha anh chị. Đó, hồi bữa mình không có quay cho anh chị mình xem thôi. Đây, số 0545 phải không? 0545 quý vị. 0545. Đó. 0545 nha anh chị, 0545. Đây. Đó, số là 0545 Thừa Thiên Huế. Ngày 17 tháng 4 năm 2023 thứ tư nha anh chị. Thứ hai nha anh chị đây. Thứ hai đây. Đó, thứ hai ngày 17 tháng 4 đây. Đó, 0545 nha anh chị. Đó. Đó, sáng em chung thì bên đây. Rồi. Bữa nay thứ mấy rồi? Bữa nay thứ ba rồi phải không? Thứ năm. Thứ năm chứ. À, thứ tư à, thứ tư mơ thứ năm. Đâu đâu đâu. Hồi bữa bón đầu tuần trúng nha anh chị. Đó thì hôm nay em bón dây số cái ngày hôm nay nè. Ngày 19 nè là thứ tư rồi. Hồi bữa người ta trúng nè, tao vừa đi lạnh đó chị. Anh chị. Rồi. Thì Khánh hôm nay em còn Khánh Hòa là tôm bả nè, vừa tôm mư vừa bún mư nè. Tao em bón xíu nữa là em nếu không ai mua nữa em sẽ đi là quỷ mấy số này nha anh chị. Còn ba số cái đài Khánh Hòa ngày hôm nay nha anh chị, ngày 19. Đó. Là ngày 20 nè anh chị, sáng em quay cái ngày 20 cho anh chị mình xem số luôn nè. Đó. 04 nè. 55 nè. Gió quá nha anh chị, 55 nè. Đó. Hơ 9 nè. Số 10 nè. Đó. Số 38 nè. Số 43 nè. Rồi. Số 66 nè. Số 84 nè, số 35 nè. Rồi số 93 nè, số 01 nè. Đó, rồi. Số 69 nè. Số 38 nè. Đó, 38 69 nha anh chị. Cái này quán trị nha anh chị, ngày mai quán trị số em rất là nhiều. Đó. Rồi tóm bả 96. Đó. Rồi 13 nè, 31. Đó, quán trị ngày 20 tháng 4. Đó, thứ năm nha anh chị. Thứ năm quán trị ở quê em số rất là nhiều, đã lấy đưa em nhiều lắm. 2240 0354. Đó, 54 6 tóm bà bả tóm 6 chiên lam hả nha anh chị. Rồi để em quay cái màn hình dài anh chị cũng hơi khó xem, anh chị tham khảo nha. Số 10 16 và số đây để lùn ngược dài hơi lam để lùn ngược cái dài này. À. Rồi số tóm 10 số 99 số 31 số 62 đó. Không bả đó. 5 tóm em để em bón trước một ngàm, nhiều người anh chị vẫn mua nha anh chị, nhiều người vẫn mua tại vì do là khi ta thích số ta mua thôi đó. Thích số là ví dụ như nhớ người yêu ta số 30 đi, người yêu năm nay 30 tuổi ta mua số 30, còn bên này nó không có số 30, có số 40, nhiều khi ta không mua đó, miễn sao trúng thôi đó. Nhiều khi cái số việc lót bó hai ngàn mới vào luôn nha anh chị. Đó, số 30 nè. Đó, không sâu, miễn sâu là mình có số mình ăn cái bụng mà được rồi. Số 12 nè, số 21 nè. Rồi, em lấy ghế em ngồi chơi xuống đây đi tục. Số 16 nè, số 17 nè nha anh chị. Số 35 nè, quán trị luôn nha anh chị. 35, 44 nè. Đó, 63 nè. 59 nè. Tóm mốc nè, bà hơ nè nha anh chị. Đó. Không tóm nè, 90 nè. 34 nè, 43 nè. 34, 43 nè. Đó. Đầu nè. Tiếp tục nha anh chị. 09 nè. 50 nè. 64 nè.
bo này, tôm hơ này, chiên mốc này, mười tôm này, hơ bả này, bo sáu này, 45 này nha anh chị. Đó anh chị mua thì đó thì điện thoại Zalo các bạn với em nha anh chị. Đó. Cô có bón đồ hũ nha anh chị. Đồ hũ vô bón cho mẹ mình trong đó. Quả số đà phụ này không đưa ra, để con ra. Đem đà phụ ra luôn, bón luôn cho đâu. Rồi quý vị, thì hôm nay cái đài Khánh Hòa ngày 19 tháng 4 còn 3 số để còn mấy tờ. Cái này là số 40 còn hơ tờ. Số 87 còn hơ tờ. Tóm tờ hay không? Số 80 số 50 là còn 4 tờ là tóm tờ hết. Anh chị. Đó. Rồi thì để em đưa số tài khoản Zalo các bọn anh chị mình mua với số ủng hộ em nha anh chị. Đó rồi. Đây anh chị, đây. Vi Ngọc tờ 0968 634 312, Hằng Hoàng Đi Văn 451 0 537 3 6. Rồi anh chị có nhu cầu mua giấy số nãy của cây xăng vào Tịnh Đông, đậu người hơi thông Quân Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quân ở nha anh chị, để ủng hộ giấy số em nha anh chị. Rồi cái đại phụ ạ, đại phụ đâu, số 98 nè anh chị, 98 nè, số 89 nè, đại phụ là Quân Bình ngày 20 tháng 4 thứ năm nha anh chị. Đó, số 30 nè, số 61 nè, số 53 nè, số 42 nè, 33 chứ, 33 nè, 33 nè, hơ bấu nha anh chị, 15 và 06 nha anh chị, 06 nha anh chị. Đó, đó anh chị mà có nhu cầu mua với số thì Zalo các bạn với em 0968 đó nha anh chị, 634 31 hơ đó. Đó anh chị là bọn mình này có bọn đồ hủ giống hơi ngự, bữa nay hơi ngự đồ hủ luôn đó, đồ hủ nữa nè. Đó đạo đó, hơi bà đạo vô ăn thử uống thử là người nấu dơ hơn. Con mềm ấy đâu. Rồi video đến đây em cũng xin tạm dừng nha anh chị cô bác. Rồi thì chúc cho quý vị anh chị chiều nay mới phát lộc phát tài như cái anh đó, vừa đầu anh mới mua đó, anh mua cà phê số đó. À, nhưng mà anh mới trúng là anh mua em trong vàng cân thoáng thôi, mà anh trúng hơi giải sáu rồi anh chị. Lạnh lạnh em ở đây là hơi một tờ là 400, hơi tờ là 800, mà 4 tờ là 1.600.000 rồi nha anh chị. Còn video đến nay em xin tạm dừng anh nha anh chị. Chúc cho anh chị cô bác chiều nay may mắn phát lộc phát tài, có gì anh chị điện thoại cái bọn Zalo hoặc là anh chị ở gần xa khu vực này thì đi ngon qua khu này mua vé số ủng hộ em, tại vì số biết đâu cũng đặc biệt nha anh chị, để mình đổi đời nha anh chị cô bác. Rồi video đến đây em xin tạm dừng nha, chúc anh chị chiều nay là có niềm vui mới nha anh chị.